Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 6, ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với môn thi ngữ văn, thống kê tại 12 điểm thi của tỉnh, có 11 thí sinh vắng thi. Chiều cùng ngày, thi môn toán ghi nhận số lượng thí sinh vắng thi là 9 em. Trong đó, 2 thí sinh ốm trước khi thi, 1 trường hợp được miễn thi, 6 thí sinh vắng không lý do. Đối với môn thi toán chiều nay, an ninh tiếp tục được thắt chặt nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an luôn trực để kịp thời hỗ trợ các thí sinh khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Như trường hợp thí sinh này đã rất may mắn được cảnh sát giao thông đưa đến phòng thi kịp giờ làm bài. Khi có một thí sinh chạy ra ngoài cổng và để quên giấy tờ ở nhà thì tôi đang trực ở đó thì đã chở thí sinh về nhà để lấy giấy tờ. Từ điểm thi đến nhà bạn thì cách khoảng 15 cây số, và sau khi chở được bạn thí sinh về tới điểm thi an toàn thì mình rất là vui mừng khi vì đã góp một phần công sức của mình vào để cho kỳ thi trung học phổ thông vừa tại điểm thi Ngọc Hồi để thành công hơn. Mình cũng mong bạn cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin và làm tốt bài thi của buổi chiều hôm nay. Sau bài thi môn ngữ văn, các thí sinh đều đặt quyết tâm thi môn toán đạt kết quả tốt nhất. Sáng nay là bài ngữ văn của em khá là ổn, còn chiều nay thì anh nghĩ là cố gắng được 8 điểm toán thôi ạ. Môn toán là môn chính nên là ôn khá là nhiều hơn mấy môn khác, dành đa số thời gian để ôn toán với lại môn văn. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại huyện Ngọc Hồi và trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi ở huyện Ngọc Hồi là một trong 12 điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Và nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 31 độ. Tuy nhiên là trời thì cũng không quá nóng bởi vì có gió nhẹ. Đây cũng là điều kiện lý tưởng để cho các thí sinh có thể thoải mái làm bài thi môn toán trong cái chiều ngày hôm nay. Theo quy định, thời gian bắt đầu tính giờ làm bài đối với môn toán là 14:35. Hầu hết thí sinh đều đến điểm thi đúng giờ. Các thí sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi. Đề thi môn toán có hình thức trắc nghiệm với số lượng hơn 50 câu hỏi nhỏ. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán bao gồm cả kiến thức lớp 12 và lớp 11, trong đó 45 câu của chương trình lớp 12 và 5 câu thuộc kiến thức lớp 11. Làm bài thi, các thí sinh chỉ được sử dụng bút, thước kẻ, tẩy, cầm ba. Em thấy là đề năm nay có tính phân hóa khá là cao, tập trung vào chủ yếu vào các câu vận dụng và vận dụng cao. Em nghĩ rằng với cái đề thi như thế này thì rất là phù hợp để xét tuyển đại học. Và em thấy bản thân mình làm khá là tốt, hy vọng sẽ được trên 9 điểm. Hoàn thành thuận lợi hai bài thi toán và ngữ văn trong hôm nay là cơ sở để các thí sinh tiếp tục thực hiện hai bài thi tiếp theo trong ngày mai 29 tháng 6 với một tâm thế thoải mái.